những cơ hội và thách thức của thị trường, những bí quyết đằng sau các sản phẩm và thương hiệu thành công, những kinh nghiệm vượt sóng và vươn lên hiệu quả. Với hình thức tọa đàm chuyên sâu, tất cả đều có trong chương trình Câu chuyện kinh doanh, phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ hai trên FBNC.